Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Người Nổi Tiếng, và sau đây là tin viết sao đời Thông Hay Mộ ở Đà Lạt là một thiên tình sử đầy bi thương mà ít người biết đến. Đời Thông Hay Mộ từ lâu vẫn luôn là một địa danh gắn liền với những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn. Thế nhưng khác với những địa danh có nhiều giai thoại không được kiểm chứng, thì phía sau đồi Thông Hay Mộ này là một câu chuyện có thật về mối tình ngang trái 60 năm về trước. Đồi Thông Hay Mộ vốn là một địa điểm khiến cho người Đà Lạt lẫn du khách e dè mỗi khi có ý định ghé thăm vì những lời đồn ma mị bủa vây. Khu vực này nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6 km về phía đông. Thắng cảnh đồi Thông Hay Mộ nằm trên đồi cao giữa rừng thông bạc ngàn, không gian hoang vắng và tĩnh mịch. Chuyện tình đẹp nhưng đầy trắc trở của đôi uyên ương 60 năm trước. Tôi đến nơi khi chiều đã tắt nắng. Thời điểm này đồi thông khá vắng khách du lịch. Chỉ có hai người phụ nữ bán hàng rong đang ngồi chăm chú đọc báo bên ngôi mộ. Người phụ nữ tên là Hiền, 47 tuổi, nói rằng bà đã buôn bán ở đồi thông này được 14 năm và là người thường xuyên quét dọn, chăm lo thờ cúng hai ngôi mộ này. Khu vực này có một bản thông báo tóm tắt câu chuyện tình đồi thông hay mộ. Nội dung tóm tắt giống như những ghi chép trong cuốn sách Đà Lạt Danh Thắng và Huyền Thoại của tác giả Trần Huy Hùng Cường. Theo đó, chuyện xảy ra vào năm 1956. Cậu sinh viên Vũ Minh Tâm, Vĩnh Long, học tại trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Đây là học viện Lục quân Đà Lạt. Anh đem lòng thương một thiếu nữ người địa phương tên là Lê Thị Thảo, giáo viên dạy văn trường Bùi Thị Xuân. Mỗi ngày từ bãi tập về, Tâm thường ghé qua một ngôi nhà cạnh hồ than thở và đặt một lá thư tình dưới mái nhà tranh. Chiều đi dạy về, cô Thảo cũng đến ngôi nhà bên hồ để đọc thư chàng gửi và để gửi lại một lá thư cho chàng. Thời gian trôi qua, tình cảm của cả hai càng thêm thắm thiết. Tâm và Thảo đã ước hẹn nên duyên vợ chồng, chờ ngày anh ra trường sẽ làm lễ cưới. Thế nhưng vì hoàn cảnh của Thảo khá khó khăn, cô vốn là trẻ mồ côi, được các sơ nhà thờ nuôi dạy từ nhỏ. Còn Tâm lại là con trai độc nhất của một gia đình đồn điền chủ giàu có ở Vĩnh Long. Chính vì sự chênh lệch về giai cấp nên khi gia đình của anh Tâm biết được chuyện của hai người liền ra sức ngăn cấm. Ngày anh Tâm tốt nghiệp, gia đình bắt anh phải về quê cưới một người con gái giàu sang mà họ đã chọn sẵn. Vì giữ tròn chữ hiếu, anh Tâm đành rời xa cô Thảo. Khi biết tin Tâm đã có gia đình, cô Thảo như rơi vào tuyệt vọng. Và rồi một buổi chiều tháng 3 năm 1956, cô đã gieo mình xuống hồ than thở, kết thúc cuộc đời. Trước khi tự tử, cô Thảo đã xé tà áo dài trắng, viết lên hai câu thơ để lại trên bờ hồ: tà áo trắng nay tình ta đã hết, chút tình này xin trả lại cho nhau. Đồng thời cô cũng để lại một bức thư nhờ người đời, nếu ai vớt được xác của cô thì hãy chôn ở đồi thông bên cạnh hồ than thở, nơi ngày xưa hai người từng hẹn hò để cô được ở cạnh những ký ức của mình. Vài tháng sau đó, anh Tâm quay trở lại Đà Lạt thì hay tin người yêu của mình đã chết. Chàng trai ra mộ nàng gần hồ than thở, than khóc một hồi lâu rồi quyết định viết đơn nhập ngũ. Trong một lần lâm trận, chàng đã bị thương rất nặng, không thể cứu chữa được. Trước khi mất, anh nhờ bạn bè đưa thi thể về Đà Lạt chung cạnh mộ của cô Thảo và làm cho hai người một tấm bia chung, viết lên đó những dòng thơ trong cuốn nhật ký của anh để trọn tình trọn nghĩa với người anh yêu. Trong cuốn nhật ký, anh Tâm viết về mối tình của mình như sau: nước biếc non xanh dù biến đổi, mối tình chung thủy Thảo trong tâm. Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt, đêm chưa về mà cỏ đã đầm sương, cả núi rừng ngấn lệ tiếc thương cho mối tình ngang trái của đôi uyên ương không thành. Ít lâu sau, người vợ của anh Tâm lên Đà Lạt thấy hai ngôi mộ liền kề nhau đã đem lòng ghen tức. Cô để cho hai người nằm cạnh nhau được 3 năm, mãn tang cô liền đem thi hài của anh về Vĩnh Long để chôn cất. Năm 1997, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Dương cải tạo lại khu vực hồ than thở và đồi thông hai mộ để khai thác du lịch. Công ty này tiến hành sửa sang lại ngôi mộ cho cô giáo Lê Thị Thảo, đồng thời xây một ngôi mộ gió kế bên để tên là Vũ Minh Tâm để hoàn thành di nguyện cuối cùng của hai người. Những sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến cho đồi thông hai mộ trở nên ma mị. Người Đà Lạt cho rằng sau khi xảy ra câu chuyện bi thương của Thảo và Tâm thì hồ được đổi tên thành hồ than thở. Tuy nhiên, ông Hiền, trưởng phòng tư liệu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Lạt cho biết hồ có tên là Ladies Summit. Vào năm 1956, trùng với năm mất của Thảo, ông Nguyễn Phị, chủ tịch hội đồng thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ, đề nghị đổi từ tên Pháp ra tên Việt thành hồ than thở. Từ năm 1975, hồ than thở được đổi tên thành hồ Sương Mai. Nhưng người dân Đà Lạt mỗi khi nhắc đến hồ này đều gọi là hồ than thở.
nên sau đó họ được khôi phục lại tên cũ vào năm 1990. Như vậy, cái tên Hồ Than Thở không phải bắt nguồn từ bi kịch của chuyện tình Tâm và Thảo. Với lại những lời đồn xung quanh hai ngôi mộ, liên tiếp các vụ án mạng tự tử được phát hiện tại khu vực đồi thông hai mộ đã khiến cho người ta cho rằng nơi này bị ma ám. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là sự trùng hợp vì khu vực này vốn vắng vẻ hoang sơ nên rất dễ xảy ra các vụ án mạng. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng minh rằng sự việc tấm ảnh chụp tại đồi thông hai mộ có bóng ma chỉ là thủ thuật Photoshop nhằm thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Khi tôi hỏi về những lời đồn ma mị trên đồi thông hai mộ, bà Hiền, người bán hàng rong tại khu vực mộ, xua tay nói: cô buôn bán ở đây hơn chục năm, ngày nào cũng ở đây từ sáng sớm đến chiều tối, có thấy ma quỷ gì đâu. Cô khẳng định là đây rất bình thường, không như lời đồn có ma ám gì hết. Nếu có dịp lên Đà Lạt thì có thể ghé qua đây, thắp một nén hương cho người đã khuất, chứ đừng đồn đoán những điều không căn cứ. Thế nên xin đừng nhúng màu u tối lên đồi thông hay mộ bằng những lời đồn thất thiệt, vì nó chất chứa một câu chuyện tình thật đẹp, đáng để mọi người ngưỡng mộ. Cũng vì thế mà vào năm 1965, nhạc sĩ Hồng Vân khi đến thăm mộ của Thảo và Tâm, ông đã tức cảnh xin tình viết lên ca khúc nổi tiếng Đồi Thông Hay Mộ. Ở cuối bản thảo của ca khúc, nhạc sĩ viết: em ơi, dưới lòng đất lạnh, chỉ hai đứa mình để dệt lại chuyện xưa. Chuẩn bị phá dỡ nhà tổ, cả gia đình ngỡ ngàng phát hiện kho báu 400 năm ẩn bên trong. Sinh trưởng tại Hồ Bắc, dòng họ của ông Dương nhiều đời qua đều sống trong một căn nhà gỗ được cha ông để lại. Vài năm trước, căn nhà đã có một vài dấu hiệu xuống cấp, gây bất tiện cho sinh hoạt thường ngày. Để thuận tiện cho cuộc sống sau này, ông Dương quyết định phá dỡ và rời đi nơi khác và tin tưởng sẽ nhận được bồi thường từ phía chính phủ. Vậy nhưng khi đã gần đến ngày di dời và phá dỡ, người hàng xóm nói một câu khiến cho ông Dương và gia đình không khỏi giật mình. Ngôi nhà cổ như thế, cứ vậy mà phá đi thật tiếc. Câu nói của người hàng xóm vô tình gợi lên cho ông Dương những hồi ức về ngôi nhà lâu đời này từ ngày còn thơ bé. Hồi đó ông từng nghe người lớn trong nhà nói qua, căn nhà của gia đình mình được tổ tiên xây dựng từ thời nhà Minh. Nhưng lúc bấy giờ, người con trai trưởng của gia đình không khỏi nghi ngờ, bởi nếu đã có tuổi thọ lâu đời như vậy, vì sao gỗ trong căn nhà vẫn không có dấu hiệu mục ruộng. Nhớ tới điều này, ông Dương và con trai đã mời chuyên gia tới giám định căn nhà cổ của gia đình mình. Kết quả giám định khiến cho cả ngôi làng nơi ông đang ở đều bất ngờ. Theo đó, ngôi nhà của ông Đình họ Dương được xây vào những năm vạn lịch 1573 và 1620, dưới thời vua Minh Thần Tông. Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là quan lớn tại Giang Phủ, Thượng Hải sau này, cũng là tổ tiên của dòng họ Dương. Như vậy, tính đến thời điểm đó, ngôi nhà mà ông Dương đang có ý định phá dỡ đã có tới 400 năm lịch sử. Bí mật phía sau ngôi nhà gỗ có giá 800 triệu nhân tệ, tương đương 2.640 tỷ đồng. Tất cả các xà ngang và cột trụ bên trong đều được làm từ nguyên liệu cực kỳ quý giá. Đó chính là gỗ lim tơ vàng, hay còn được biết tới có tên gọi là gỗ kim tơ nam. Trong lịch sử, loại gỗ này biểu tượng của tầng lớp cao quý trong xã hội, chuyên được dùng để xây dựng những cung điện của hoàng gia, số ít được dùng trong chùa miếu hoặc làm các dụng cụ cao cấp. Khi được đưa ra ngoài ánh nắng, gỗ kim tơ nam tỏ ra ánh vàng lấp lánh, tơ vàng hiện rõ. Loại gỗ này còn có mùi hương thanh nhã, nước không tắm, không bị mối mọt, càng không mục ruộng. Ước chừng về giá trị của ngôi nhà, chuyên gia có đưa ra một con số khiến cho nhiều người sửng sốt. Ngôi nhà này có giá lên tới 800 triệu nhân tệ, tương đương 2.640 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số khổng lồ trên vẫn chưa thể hiện hết giá trị của ngôi nhà cổ bạc triệu này. Bởi ở thời điểm hiện tại, đây là ngôi nhà dân duy nhất được làm từ gỗ kim tơ nam tại Trung Quốc. Ngay sau đó, trưởng thôn nơi ông Dương sinh sống đã liên hệ với cơ quan chức năng cấp thành phố. Trải qua thương lượng, gia đình ông Dương đã đồng ý quyên góp căn nhà cổ cho chính phủ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.